Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang ở điểm đầu của tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ tại địa phận của phường Tân Hòa của thành phố Vĩnh Long. Ngay tại vị trí này thì mình thấy một số đoạn thì các anh đã thảm nhựa lần 3 xong hết rồi và đang tiến hành lắp giải phân cách con lương ở giữa, và hai bên thì các anh đang tiến hành lắp những cái lan can, những cái tôn hộ lan hai bên của dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, cũng như là những cái hàng rào đường dân sinh thì một số đoạn thì các anh cũng đã lắp rồi ạ. Ngay tại vị trí này thì do tập đoàn Định An thi công, thì tập đoàn Định An cũng cam kết hoàn thành dự án vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đây ạ, giải phân cách con lương thì đã lắp ngay ngắn rồi. Rất là đẹp ạ. Dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ có đầu tư 4 làn xe và tốc độ thiết kế là 80 km/h cho giai đoạn 1, và giai đoạn hoàn chỉnh là sẽ có 6 làn xe và tốc độ thiết kế là 100 km/h. Ngay tại vị trí này thì cách cầu Mỹ Thuận 2 khoảng mấy trăm mét thôi ạ. Máy móc thiết bị tập trung rất là đông. Bên đây thì các anh cũng vừa cắm cọc rồi, chuẩn bị lắp những cái tôn lưỡng sóng hai bên của cao tốc ạ. Còn ở đây thì các anh vừa phun một lớp nhựa đường, chuẩn bị cho cái quá trình thảm nhựa. Còn phía bên đây thì các anh vừa thảm nhựa xong rồi. Đây là lớp nhựa thứ ba, một lớp nhựa rất là đặc biệt và cũng là lớp nhựa cuối cùng. Rồi sau đó thì các anh sẽ thi công sơn kẻ đường ạ. Thảm nhựa xong rồi là các anh xe lưu làm việc liên tục luôn ha. Đây ạ, đây là xe phun nhựa đường đây ạ. Để đảm bảo chất lượng bê tông được, chất lượng nhựa được tốt nhất có thể. Cũng là chuẩn bị thảm nhựa hả anh? Dạ. Đây ạ, để các anh trước khi phun cái lớp nhựa này thì các anh vệ sinh rất là sạch sẽ, thổi bụi, không cho bụi bẩn này kia dính vào cái bề mặt trước khi phun cái nhựa này. Đây là các anh làm từng đoạn nha. Bên đây thì cũng đã thảm nhựa lần 3 rồi. Cờ đỏ sao vàng bay phất phới à. Xa xa đằng kia thì có một cái bảng tập đoàn Định An quyết tâm hoàn thành dự án vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. Hôm nay đã là ngày 17 tháng 11 rồi. Rất là trông chờ cái ngày hoàn thành dự án cao tốc này. Bà con đi lại từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ dễ dàng hơn và rút ngắn thời gian đi lại và hạn chế được những cái tình trạng kẹt xe. Vào những ngày cuối tuần, những giờ cao điểm thì kẹt xe kéo dài ở quốc lộ 1A cũng như là cầu Mỹ Thuận 1. Và thế là những ngày lễ, những ngày Tết là kẹt xe dữ lắm. Hồi lúc buổi sáng thì mình có quay đó, thì ngay tại vị trí này thì những cái xe thảm nhựa, máy móc thiết bị cũng như là xe ben chở đá lại rất là nhiều để mà thảm nhựa ngay tại vị trí này. Đây là vừa thảm nhựa xong đây. Láng o rất là đẹp. Trên tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ thì có khoảng hơn 1.000 các anh công nhân và các anh kỹ sư làm việc ở trên tuyến cao tốc, và hơn 500 thiết bị máy móc tập trung tối đa thi công trên tuyến cao tốc này để mà đảm bảo hoàn thành dự án vào cuối tháng 12 năm 2023 cùng lúc với dự án cầu Mỹ Thuận 2. Xe chuyên dụng nè. Lớp nhựa nóng hổi vừa ra lò. Dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ có tổng chiều dài gần 23 km,
đi qua hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, có điểm đầu tại đường dẫn Tân Mỹ Thuận 2 và có điểm cuối tại cầu Chò Bà Lớn của xã Thuận An, Bình Minh, Vĩnh Long. Sau video này thì mình sẽ cập nhật một cái video đi toàn tuyến từ điểm đầu đến điểm cuối cho tất cả quý vị khán giả thấy được những cái hiện trạng cũng như là những cái tiến độ mới nhất của dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ nha. Cả nhà mình đón xem ở video sau, video đặc biệt quay toàn tuyến luôn ạ. Ở phần đường dẫn đi lên cầu Mỹ Thuận 2 chiều hôm nay có gì thay đổi, bây giờ mời quý vị khán giả cùng theo chân mình để mà xem hôm nay các anh đang làm những công việc gì nha. Phía bên đây thì các anh cũng đang chuẩn bị cho cái quá trình thảm nhựa. Bên đây là hướng từ quốc lộ 80 đi vào, sau đó là nhập với cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ là đi thẳng về Cần Thơ. Các anh cũng đã cấp phối đá dăm rồi, chuẩn bị cho cái quá trình thảm nhựa. Chờ lúng xong xuôi hết rồi, dỡ tải và bắt đầu là thảm nhựa. Còn cái phần đường dẫn của cầu Mỹ Thuận 2 ngay tại vị trí này thì các anh cũng đang lắp giải phân cách con lương ở đây, tiến độ rất là nhanh. Chỗ này thì sơn kẻ đường xong rồi, và lắp xong thì các anh sẽ vệ sinh mặt đường sạch sẽ cho nó đẹp lại ha. Đây, máy móc thiết bị tối đa luôn. Bên đây là cái hướng từ Cần Thơ đổ về, rồi sau đó là đi ra quốc lộ 80 đi lên cầu Mỹ Thuận 1 hoặc là đi về quốc lộ 1A hướng đi về Vĩnh Long. Ở đây thì cũng đang thi công toàn hậu lan, những cái toàn lưỡng sóng hai bên đây ạ. Lan can thì các anh đúc sẵn, chỉ việc mang tới và lắp vào cho đúng vị trí rồi để cho nó ngay ngắn thôi. Các anh cũng lắp được một đoạn rất là dài rồi. Khúc đằng này thì các anh đã lắp ngay ngắn rồi ha, ngay thẳng rồi nè, quá đẹp. Rồi bắt đầu là các anh sử dụng cẩu để mà đưa xuống. Đây là cái quá trình các anh đưa cái con lươn xuống đây ạ. Nó nặng khoảng nhiêu ký chú? Bánh gửi à? Trời ơi, dữ à. Chú nói khoảng tấn gửi. Ôi, rất là nặng. Nặng dữ hả chú? Dạ, trên tấn gửi nữa. Vì cái này là đặc luôn mà cả nhà. Rồi, đã hạ xuống xong rồi, nhờ máy móc thiết bị hỗ trợ chứ sức người thì không thể nào mà ghim nổi những cái khối bê tông nặng như vậy.
hai bên thì cũng đang chuẩn bị cho cái quá trình lắp tôn đường sóng, và cột đèn thì cũng đã lắp rồi. Bên đây thì các anh cũng đang chải vải địa, bắt đầu là đổ cát, chờ lúng xe lưu nè, làm việc rất là đông. Đây, cái giải phân cách hồi nãy là sẽ kết nối với cái giải phân cách này từ cầu Mỹ Trân 2 đổ xuống. Sắp tới thì sẽ có lan can ở trên nữa thì phải, để mà chống chói các phương tiện qua lại đèn pha đồng này kia đó, thì nó sẽ không có gọi vô cái người lái xe đối diện. Cũng có một số quý vị khán giả cũng có bình luận là sao, nói là sao không kẻ đường thôi rồi làm giải phân cách chi, rồi làm con lương chi cho nó tốn tiền, tốn kém chi phí của nhà thầu. Thì thật sự mà nói thì đây là cái tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, thì xe toàn là xe ô tô, xe lớn chạy thôi, nên là tốc độ rất là cao, 80 km/h thì nó chạy rất là nhanh, nên là phải có cái giải phân cách này để mà các xe chạy ngược chiều nhau nó cho nó an toàn ha, rồi cũng không cho các người dân cũng như là các phương tiện có thể là dừng đổ rồi leo trèo qua bên này bên kia thì cũng rất là nguy hiểm. Đó là để đảm bảo an toàn thì các anh thi công lắp giải phân cách cứng bê tông đúc sẵn ở giữa đường để mà đảm bảo an toàn, và nó cũng đẹp nữa cả nhà ơi. Xa xa đằng kia đó là trụ tháp T16 phía bờ Vĩnh Long, thì các anh cũng đã bơm bê tông khe co giãn phía bờ Vĩnh Long rồi, ở cái dầm cục trụ T17 kết nối với trụ T18, cái chỗ mà gác dầm lúc trước đây à. Thì các anh đã hoàn thành quá trình bơm bê tông khe co giãn một bên rồi, và chuẩn bị làm thép thi công khe co giãn một bên còn lại. Lắp cột đèn xong rồi nhìn cái phần đường dẫn nhìn sáng rực rỡ lên liền ha, quá đẹp. Đường dẫn hai bên đầu cầu thì đã đều lắp đèn rồi ạ. Đơn vị cáp dây văng hôm nay cũng làm việc rất là đông, các anh di chuyển lên trên đỉnh tháp rồi đi vào bên trong thân trụ, rồi chuẩn bị cho cái quá trình căng cáp lần 3 cũng như là cắt cáp luôn ạ. Đây là một số anh công nhân và các anh kỹ sư đang làm thép phía bên thượng lưu ạ. Phần hạ lưu thì các anh làm thép và hạ khe co giãn rồi, xong xuôi hết rồi. Ở cầu Mỹ Thuận 2 vừa trải qua một cái cơn mưa cũng khá lớn. Để bây giờ bắt đầu là chuyển mưa nữa rồi. Cũng hy vọng thời tiết từ đây đến cuối năm sẽ thuận lợi, không có mưa, không có bão gì nhiều, để mà các anh thi công thuận lợi nhất và nhanh nhất có thể, để mà đảm bảo kịp tiến độ hoàn thành dự án vào cuối tháng 12 năm 2023. Bây giờ mình sẽ di chuyển xuống lối ra của quốc lộ 80, quay cho quý vị khán giả thấy được một đoạn các anh đang làm những cái công việc gì nha. Máy móc thiết bị cũng đang tập trung rất là đông chỗ quốc lộ 80 mở rộng. Đường dẫn phía bên Vĩnh Long của cầu Mỹ Thuận 2 thì dài 0,4 km và đường dẫn phía bên Tiền Giang dài hơn là 4,3 km. Các anh cơ bản cũng đã lắp đèn đường chiếu sáng, sơn kẻ đường, lắp lan can,
tôn đường sóng cũng như là những cái giải phân cách ở giữa thì đường dẫn hai bên đầu cầu cũng đã hoàn thành hết rồi. Cái xe màu vàng vàng đây là cái xe để mà đóng cọc, đóng cừ làm tôn đường sóng đây ạ. Trên công trường rất là nhộn nhịp, máy móc thiết bị, các anh công nhân, kỹ sư làm việc không nghỉ ngơi luôn. Trưa là các anh không nghỉ trưa luôn. Đây là cái hướng nhập làng từ Vĩnh Long đổ vào. Từ hướng cái xe tải đó bắt đầu là cua vào ha, cua vào đây. Bắt đầu là ra chỗ này là đi thẳng lên cầu Mỹ Thuận 2, đi thành phố Hồ Chí Minh. Đây ạ, đây là cái cua nhập làng đây ạ. Cái nút giao của cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ tại điểm đầu của cao tốc này thì rất là dễ hiểu. Còn cái nút giao ở điểm cuối cầu Chò Bà Lớn đi về Cần Thơ thì nút giao nó cũng hơi khó hiểu một tí. Và hiện tại thì các anh cũng đã mở rộng đường rất là nhiều nơi rồi. Sắp tới thì sẽ lộ rõ những cái hình dáng, những cái lối ra lối vào của cái điểm cuối thì bà con của mình thấy sẽ rõ hơn. Đây là cái đường nhập làng từ quốc lộ 80 đổ vào, hướng từ Tấm Ghi rẽ phải vào là bắt đầu là đi đường này thẳng về Cần Thơ. Hôm nay thì các anh cũng đang tiến hành trải vải địa đây ạ. Chuẩn bị cho quá trình đổ cát lên và bắt đầu là xe lưu làm việc, rồi cấp phối đá dâm, chuẩn bị thẩm nhựa. Hướng bên đây là hướng từ cầu Mỹ Thuận 2 rẽ phải về là ra quốc lộ 80. Đây là đường cầu Mỹ Thuận 2 đổ xuống ra quốc lộ 80 đây. Hình hài của lối ra lối vào rất là rõ rồi. Sắp tới ở đây là sẽ có một cái trạm thu phí đây, nên là các anh làm cái chỗ này rất là rộng luôn. Trạm thu phí cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Bây giờ có thu phí không dừng ETC rồi thì thu phí rất là nhanh và cũng ít cái tình trạng kẹt xe, cũng mừng. Trước thì thu phí bằng tiền mặt đó, nên là thường xuyên xảy ra những cái tình trạng kẹt xe, thối tiền ở này kia nó cũng hơi lâu. Giờ thu phí tự động không à, rất là nhanh. Phía trước mặt quý vị khán giả đó là quốc lộ 80 đang được mở rộng đấy ạ. Gấp đôi quốc lộ 80 hiện hữu để các phương tiện lưu thông được thuận tiện hơn, ra vào cũng dễ dàng hơn. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều đã theo dõi video của mình ha. Thì cũng cập nhật cái phần đường dẫn đi lên cầu Mỹ Thuận 2, điểm đầu cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, lối ra lối vào hôm nay như thế nào, cũng như là tuyến quốc lộ 80 mở rộng. Sau video này thì mình sẽ cập nhật cho tất cả quý vị khán giả thấy được toàn tuyến dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ từ điểm đầu đến điểm cuối, xem tiến độ mới nhất ra sao và liệu rằng có kịp hoàn thành dự án vào cuối tháng 12 năm 2023 hay không. Mời mọi người đón xem video tiếp theo của mình nhé. Bye bye.